kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Khẩn trương hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Đây là một trong những nội dung quan trọng được xem xét cho ý kiến tại phiên họp giao ban các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh sáng nay. Phiên họp do đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Theo dự thảo, do Sở Nội vụ trình, tỉnh Hưng Yên không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Đối với đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Hưng Yên có 35 đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp, gồm 3 phường, 1 thị trấn, 31 xã, trong đó có 10 đơn vị đặc thù đề nghị không sắp xếp và thực hiện sắp xếp 25 đơn vị hành chính. Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu các sở ngành địa phương phối hợp với Sở Nội vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, điều kiện để việc sắp xếp thuận lợi, đảm bảo kế hoạch đề ra, quyết tâm đạt được mục tiêu đưa Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2037. Năm 2023, kết quả thu hút vốn đầu tư và số doanh nghiệp thành lập mới của tỉnh Hưng Yên tăng cao so với năm 2022. Cụ thể, trong năm 2023, Hưng Yên thu hút 100 dự án đầu tư mới và trên 100 dự án điều chỉnh tăng vốn, đạt gần 1,7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, thu hút dự án đầu tư mới tăng 14 dự án so với năm trước, đưa tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh lên trên 2.200 dự án, tổng số vốn đăng ký hơn 325.000 tỷ đồng và 7,03 tỷ đô la Mỹ. Trong năm qua, Hưng Yên cũng ghi nhận có hơn 1.600 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 300 doanh nghiệp so với năm 2022. Đường DH52 nối từ đường DH51 xã Đông Kết tới bến đò xã Tân Châu, huyện Khoái Châu sang huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội được làm từ những năm 2000, hiện đã xuống cấp, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân. Đây là tuyến đường có khá nhiều người đi lại vì chạy qua các trường học của xã Tân Châu. Cũng là đường người dân vùng bãi của huyện Khoái Châu chuyên chở nông sản, vật liệu xây dựng qua bến đò Tân Châu sang thành phố Hà Nội để tiêu thụ. Do đã làm được hơn 20 năm, lại có nhiều phương tiện đi lại và ít được sửa chữa nâng cấp, nên tuyến đường đã bị hư hỏng tại một số điểm, gây khó khăn cho người dân và học sinh. Trời mưa thì có nhiều thùng vũng, trời nắng thì bụi bẩn. Huyện Khoái Châu và xã Tân Châu đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đưa vào nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022-2025 để làm mới đường DH52, trong đó có cả nguồn vốn đối ứng của huyện Khoái Châu. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa được bố trí để làm lại con đường có chiều dài khoảng 3 km này. Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý, các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe đang điều chỉnh tình huống trên phần mềm mô phỏng, dự kiến áp dụng cho sát hạch lái xe từ ngày 1 tháng 2 tới. Phần mềm mới này được Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu điều chỉnh, nâng cấp nhằm phù hợp hơn với thực tế. Cụ thể, Cục đã điều chỉnh lại đồ họa một số tình huống có ảnh mờ, độ phân giải thấp, nâng cao chất lượng hình ảnh để người học dễ nhận diện tình huống. Với phần mềm phục vụ thi sát hạch, Cục điều chỉnh tăng thời gian đếm ngược giữa các tình huống từ 3 giây lên 10 giây để học viên có thêm thời gian chuẩn bị, điều chỉnh lại một số giao diện màn hình. Kéo dài mốc thời gian chấm điểm để người học có thêm thời gian nhận biết và thao tác bàn phím máy tính. Dự kiến, từ ngày 1 tháng 2 năm 2024, các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái ô tô sẽ cập nhật phần mềm mô phỏng giao thông mới để phục vụ việc học và thi sát hạch. Từ ngày 1 tháng 4 tới, cơ quan bảo hiểm xã hội và các bệnh viện trong cả nước bắt đầu triển khai kiểm thử việc gửi và nhận dữ liệu điện tử, giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế và giấy hẹn khám lại, tiến tới triển khai chính thức trong toàn quốc từ ngày 1 tháng 7. Theo kế hoạch, trong năm 2024, Bộ Y tế sẽ phối hợp cùng với Cục C06 Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu triển khai tích hợp hai loại giấy tờ gồm bảng dữ liệu giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế và bảng dữ liệu giấy hẹn khám lại trên các ứng dụng VNeID, VSSID. Đây là nỗ lực của Bộ Y tế trong chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm y tế, tiến tới loại bỏ hoàn toàn giấy chuyển tuyến và giấy hẹn khám lại bản giấy. Khi hai loại giấy tờ này được tích hợp trên ứng dụng VNeID, VSSID, người bệnh làm thủ tục chuyển tuyến hoặc tái khám chỉ cần xuất trình giấy chuyển tuyến điện tử hoặc giấy hẹn khám lại điện tử trên ứng dụng VNeID hoặc VSSID có tích hợp sẵn mã QR. Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đang điều trị cho một trẻ trong tình trạng nguy kịch do bị hóc khi ăn kẹo dẫn đến tắc nghẽn đường thở. Bệnh Nhi 6 tuổi ở huyện Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Gia đình cho biết khi đang ăn kẹo,
bé có biểu hiện bị hóc, ho sặc sụa, da tím tái. Ngay lập tức bé được chuyển đến cơ sở y tế tuyến huyện, khi đó đã trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở. Rất may, sau khi được các y bác sĩ cấp cứu trong vòng 20 phút, bệnh nhân có nhịp tim trở lại. Bé được chuyển sang Bệnh viện Nhi Thanh Hóa và được điều trị tích cực thở máy, sử dụng các thuốc vận mạch và hạ thân nhiệt chỉ huy để bảo vệ não. Trẻ có tiến triển tốt so với lúc nhập viện, song tiên lượng nặng. Thông tin ban đầu được ghi nhận là loại kẹo bé ăn có tên là kẹo mắt, màu sắc đa dạng và được bán nhiều ở các cửa hàng tạp hóa. Một thai nhi đang ở tuần thứ 32, không may mắc dị tật tim bẩm sinh nặng, đã được ekip bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh xuyên tử cung người mẹ thông van tim thành công trong khoảng 40 phút. Sau can thiệp, quả tim của thai nhi đã bình thường trở lại, không gặp tai biến nào. Để có được kết quả này, ngoài sự can đảm không do dự của sản phụ, ekip bác sĩ hai bệnh viện đã tính toán rất kỹ vì điều này chưa có tiền lệ tại Việt Nam. Hiện nay sức khỏe của thai phụ và thai nhi cũng tốt. Các y bác sĩ cho biết việc can thiệp được từ trong bào thai cho tỷ lệ thành công cao hơn khi trẻ đã chào đời. Ở trong bào thai, thai nhi có cơ chế tự xử lý, tự lành. Cơ chế này hình thành từ những tế bào gốc sẽ tự chỉnh sửa, tự lành, không để lại sẹo cho van tim này. Công an huyện Nghi Lộc là đơn vị đầu tiên của tỉnh Nghệ An tổ chức phát động người dân tham gia đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy bình chữa cháy. Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Đây là việc làm thiết thực của công an huyện Nghi Lộc trong bảo vệ an ninh trật tự và hưởng ứng phong trào nhà tôi có bình chữa cháy. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy, sẵn sàng xử lý kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Trong một buổi sáng, chương trình đã nhận được 8 khẩu súng tự chế, 26 dao kiếm các loại của người dân mang đến đổi lấy bình chữa cháy. Đồng thời, người dân trên địa bàn cũng đã tự nguyện giao nộp 30 cối pháo các loại do nước ngoài sản xuất để đổi lấy bình chữa cháy. Sau lễ phát động, chương trình tiếp tục được triển khai và nhận thu đổi các loại vũ khí, vật liệu nổ của người dân mang đến. Sau sự cố máy bay Boeing 737 MAX 9 bị bung cửa sổ và buộc phải hạ cánh khẩn cấp, nhà chức trách Mỹ đã quyết định đình chỉ hoạt động đối với một số máy bay loại này. Trong một thông báo trên mạng xã hội, cơ quan quản lý hàng không liên bang Mỹ cho biết đang yêu cầu kiểm tra ngay lập tức khoảng 171 máy bay Boeing 737 MAX 9 trước khi cho phép bay trở lại. Quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi hãng hàng không Alaska quyết định đình chỉ bay đối với toàn bộ 65 chiếc máy bay Boeing 737 MAX 9 của mình sau sự cố chuyến bay mang số hiệu Alaska Flight 1282 đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi hành khách cho biết một tấm cửa sổ máy bay đã bị bung sau khi cất cánh. Ngay sau đó, một loạt các hãng hàng không quốc tế cũng đã tiến hành kiểm tra độ an toàn cũng như đình chỉ bay hoạt động của tất cả các dòng máy bay này. Theo truyền thông Trung Quốc, năm 2023 là nóng kỷ lục khi nước này phải đối mặt với một loạt các đợt nắng nóng không ngừng và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khác là hệ quả của cuộc khủng hoảng khí hậu do con người gây ra. Năm 2023, các kỷ lục về nhiệt độ hàng ngày và hàng tháng tại Trung Quốc liên tục bị phá vỡ. Người dân phải vật lộn với những đợt nắng nóng đến sớm hơn, trên diện rộng và khắc nghiệt hơn những năm trước. Nhiệt độ tăng hơn tại Trung Quốc phản ánh xu hướng toàn cầu khi các nhà khoa học xác nhận rằng năm 2023 sẽ chính thức là năm nóng kỷ lục, kết quả của sự tác động tổng hợp giữa El Nino và biến đổi khí hậu. Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết nhiệt độ trung bình của Trung Quốc năm 2023 ở mức 10,7 độ C, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1961. Và phá vỡ kỷ lục trước đó là 10,5 độ C thiết lập vào năm 2021. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết tàu thăm dò mặt trời Aditya L1 của nước này đã đến đích trong khung thời gian 4 tháng theo kế hoạch. Đây là sứ mệnh thăm dò mặt trời đầu tiên của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ. Tàu Aditya L1 được phóng từ trung tâm vũ trụ Satish Dhawan ở Sierra Rikota thuộc bang Andhra Pradesh vào hôm 2 tháng 9 và đi vào quỹ đạo lần thứ nhất sau đó một ngày. Trong vòng 4 tháng, con tàu đã di chuyển được xấp xỉ 1,5 triệu km, một phần rất nhỏ trong quãng đường 150 triệu km giữa trái đất với mặt trời. Hiện Aditya L1 đã tự tới điểm Lagrange L1, nơi có thể nghiên cứu mặt trời mà không bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng che khuất thiên thể. Sự kiến, tàu Aditya L1 sẽ tiến hành viễn thám mặt trời và quan sát tại chỗ trong khoảng thời gian 5 năm. Sứ mệnh Aditya L1
là thành tựu mới nhất của ngành công nghiệp vũ trụ Ấn Độ sau khi trở thành quốc gia đầu tiên đưa tàu đến vùng cực nam của mặt trăng với sứ mệnh Chandrayaan-3 hồi tháng 8 năm ngoái. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.